cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để đáp ứng nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Mỹ đã dành kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ cùng các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện trên 60 công trình đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông, thôn xóm và đường trục chính nội đồng với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Kinh phí được trích một phần từ ngân sách của địa phương, còn lại chủ yếu là nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Nhờ nhận được sự đồng thuận của nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động và hiến đất, mở rộng đường nên gần 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn đã được bê tông, nhựa hóa và đều được mở rộng từ 3 mét trở lên. Khắc phục tình trạng đường nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân, từ đầu năm 2024, huyện Yên Mỹ đã triển khai dự án DH45 nối thị trấn Yên Mỹ với xã Thanh Long. Dự án có chiều dài gần 2 km, tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Ngay sau khi nhận được chủ trương mở rộng tuyến đường từ 5m thành 11m, có hệ thống chiếu sáng thoát nước và vỉa hè qua các khu dân cư, trên 70 hộ dân có diện tích giải phóng mặt bằng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhờ đó mà chỉ sau 7 tháng, đơn vị thi công đã thực hiện được 50% khối lượng công việc. Cán bộ xã cũng tập trung toàn dân ra họp ở dọc tuyến đường cái. Tôi cũng là rất phấn khởi. Và thì anh em bàn nhau là cố gắng làm sao để giúp cho công trình làm càng nhanh càng tốt. Rất mừng cả xóm này đồng thuận là muốn là làm rộng ra đang bàn, còn xong là hành lang là đi tập trung và đi tìm cây rồng hai bên nữa. Xã Ngọc Long tiếp nhận nhiều dự án nâng cấp mở rộng đường, trong đó có dự án DH34, DH42. Để dự án được đẩy nhanh tiến độ, ngay sau khi nhận được quyết định đầu tư, lãnh đạo xã Ngọc Long đã họp dân giao cho các đoàn thể tích cực tuyên truyền giải thích để người dân hiểu được lợi ích khi các tuyến đường được mở rộng. Bởi vậy, chỉ trong thời gian ngắn, trên 300 hộ dân có dự án đi qua đã đồng thuận và bàn giao đất nông nghiệp, đất ở cho đơn vị thi công. Rồi chính quyền địa phương từ xã đến thôn vào cuộc để phân tích, để người dân dần dần từng bước hiểu được. Do vậy là tất cả các cái dự án mà triển khai trên địa bàn xã Ngọc Long thì trong cái quá trình giải phóng mặt bằng là đều rất là thuận lợi. Đến thời điểm này thì các dự án là đã bàn giao xong mặt bằng. Đơn vị thi công đang tiến hành thực hiện các cái công việc tiếp theo. Năm 2024, huyện Yên Mỹ triển khai 32 dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp đường giao thông tương đương với trên 60 km, trong đó có 14 dự án mới và 18 dự án chuyển tiếp từ năm 2023. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, bên cạnh việc tập trung thủ tục đầu tư, phòng chuyên môn cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, hầu hết các dự án thi công đến đâu được bàn giao mặt bằng đến đó. Có những dự án hoàn thành vượt kế hoạch đề ra như dự án DH34, DH42 kéo dài và DH23. Hiểu rõ giá trị của tấc đất tấc vàng, thế nhưng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ vẫn sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sau khi xã Đồng Than có chủ trương hỗ trợ xây dựng hệ thống thoát nước, 28 hộ dân trên tuyến đường ngang thôn Bắc Kênh Cầu đã đồng thuận hiến đất, công trình trên đất. Hộ ít thì vài mét vuông, hộ nhiều trên chục mét vuông và đóng góp mỗi hộ 10 triệu đồng để mở rộng tuyến đường dài 250 mét, rộng từ 3 mét thành 4 mét. Tổ đi vận động cùng với xã đến vận động các gia đình cũng đưa ra cái trở ngại vì cái đất nó rất là đắt. Sau khi mà đoàn cũng phân tích về sau này cái đường nông thôn mới đi lại nó thuận lợi thì các gia đình cũng đã nhận ra và đồng thời là hiến đất để mở rộng cái tuyến đường. Tuyến đường thôn Thanh Xá, xã Việt Cường trước đây chỉ rộng 3 mét, chưa đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa của nhân dân. Hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông rộng 5,5 mét, có hệ thống thoát nước, gia đình bà Hải đã bỏ kinh phí thuê thợ tới cắt sửa nhà, phá dỡ tường bao, hiến gần 20 mét vuông đất ở, bàn giao mặt bằng cho địa phương mở rộng đường. Ngoài gia đình bà Hải, còn có trên 40 hộ dân dọc hai bên đường cũng hiến đất ở. Hộ ít trên chục mét, hộ nhiều tới 50 mét, tương ứng với vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
điển hình như ông bà Lương Thị Thúy Hà, Ngô Văn Hách, Đỗ Văn Đại, Đỗ Bá Trưởng. Tôi nghe thấy thông tin của cấp trên truyền đạt làm đường, tôi cũng đập luôn buồng và cổng ngõ để hiến làm con đường để sau này đời mình còn đến đời con cháu mình nó hưởng thụ. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi được con đường rộng rãi. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, xã Việt Cường đã dành kinh phí trên 200 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, trên 100 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, 2 trên 3 thôn và 10 km đường giao thông. Các tuyến đường đều được mở rộng từ 5m thành 7,5m đến 10m. Đạt được kết quả trên là do ngoài nhận được sự hỗ trợ của cấp trên từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, còn có sự hưởng ứng tích cực của hàng trăm hộ dân hiến đất ở, đất nông nghiệp và tài sản trên đất. Cấp ủy các ngành đoàn thể đến gặp gỡ, tuyên truyền vận động từng các hộ dân liên quan đến các tuyến đường, thì người dân cũng đã nhận thức thấy là cái hiệu quả đem lại để phát triển kinh tế, và mọi người dân thì là người ta đồng thuận nhất trí cao tự hiến đất tháo dỡ công trình. Phong trào hiến đất mở rộng đường đã tạo không khí phấn khởi thi đua với hàng nghìn hộ dân tham gia hiến đất, phá dỡ tường rào công trình, góp phần bê tông hóa, nhựa hóa hầu hết các tuyến đường trục chính, đường liên thôn liên xã và đường trong khu dân cư. Nhiều địa phương đã linh hoạt sáng tạo trong việc vận động nhân dân hiến đất, tiêu biểu là các xã Minh Châu, Yên Hòa, Thanh Long, Việt Cường. Nhận thấy giao thông hạ tầng xuống cấp đã làm cản trở tới quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ cuối năm 2023 đến nay, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đã vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng nhiều tuyến đường. Ngay sau khi được tuyên truyền phổ biến chủ trương hiến đất làm đường, các đảng viên như bà Vạn, ông Hùng, ông Hiệu đã vận động người thân trong gia đình gương mẫu tự nguyện hiến từ 10m vuông đất đến trên 20m vuông đất ở, phá tường, di chuyển cây cối, tài sản để cùng địa phương mở rộng đường. Nếu nhà nước yêu cầu đường rộng nữa, tôi sẽ sẵn sàng hiến tiếp. Hiện nay là chúng tôi rất phấn khởi là được con đường rộng rãi đi thoải mái. Chiều dài tôi hiến là 27m và vào 50 phân. Đấy, là lần này là lần hiến thứ hai. Nếu như làm nữa là gia đình tôi nhất trí sẽ lại hiến thêm. Vừa hoàn thiện nhà mới vào cuối năm 2023 với hệ thống cổng tường bao kiên cố, nhưng khi được chính quyền, đoàn thể tuyên truyền về chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình bà Mùi vẫn tự nguyện phá dỡ công trình, hiến 13m vuông đất ở với giá trị hàng trăm triệu đồng để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Xây cái trụ lên rất là kiên cố rồi, bây giờ phải đập đi để cho mở rộng, con đường sạch đẹp để cho rộng rãi, tốn kém chúng tôi cũng vui vẻ thôi. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, hiến đất của đảng viên, xã đã nhận được sự ủng hộ tích cực của gần 40 hộ dân hiến đất ở, công trình trên đất và nhiều hộ có đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2023 đến nay, xã Yên Hòa đã và đang mở rộng 6 tuyến đường trục chính đường giao thông nông thôn với gần 7 km đường, tổng kinh phí khoảng gần 140 tỷ đồng. Hầu hết các tuyến đường được mở rộng từ 3m thành từ 5,5 đến 9m, trải áp phan, làm cống hộp, cống ngầm, đảm bảo đi lại, vận chuyển và tiêu thoát nước. Ủy các ngành đoàn thể đến gặp gỡ, tuyên truyền vận động từng các hộ dân liên quan đến các tuyến đường, thì người dân cũng đã nhận thức thấy là cái hiệu quả đem lại để phát triển kinh tế, và mọi người dân thì là người ta đồng thuận nhất trí cao tự hiến đất tháo dỡ công trình. Cùng với các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương, xã Yên Hòa đang huy động nguồn lực trong dân xây dựng tiếp 2 nhà văn hóa ở 2 thôn, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, mở rộng trường học để hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ và chất lượng. Vận chuyển khó khăn, ô tô không thể vào ngõ, nên ngay sau khi nhận được chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, kết nối giữa 2 thôn Bắc Khu và Xuân Lai, gia đình ông Hảo đã tự nguyện hiến trên 80m vuông đất ở, phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đường từ 2m thành 5m. Cùng với gia đình ông Hảo, còn có trên 80 hộ gia đình dọc tuyến đường cũng phá dỡ tường bao công trình phụ ủng hộ chủ trương.
Bản thân gia đình nhà tôi là có hai suất đất hai bên đường, là ta hiến đất, bây giờ giải phóng mặt bằng là cái con đường bây giờ rộng trên 5 mét, xe cộ bây giờ đi là thuận tiện và thoải mái lắm, ô tô vào tận ngõ. Ngay sau khi được thông báo nâng cấp mở rộng đường trong khu dân cư, gần 100 hộ dân thôn Quảng Uyên đã tự phá dỡ tường bao, hiến hàng nghìn mét vuông đất ở và công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhờ đó, chỉ trong vòng 2 năm, trong thôn đã có 10 tuyến đường được nâng cấp mở rộng, trong đó có tới 8 tuyến được trải asphalt. Sách của Đảng và Nhà nước làm cho đường xá khang trang sạch đẹp này là người dân chúng tôi cảm nhận được là rất hạnh phúc, sản xuất, vận tải, vận chuyển các cái hàng hóa, bà con đi lại rất là thuận tiện. Từ năm 2023 đến nay, xã Minh Châu đầu tư trên 70 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để nâng cấp, xây mới trên 5 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường mở rộng trung bình từ 2 đến 2,5 mét thành 4 đến 5 mét, được đổ bê tông hoặc trải asphalt, có hệ thống thoát nước, góp phần hoàn thành các dự án trên là có sự đóng góp rất lớn từ trên 200 hộ gia đình hiến gần 2.000 mét vuông đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường. Tập trung nhiều ở thôn Xuân Lai, Quảng Yên, Lực Điền. Có được tuyến đường như thế là cũng phải nhờ vào sự ủng hộ của nhân dân. Chúng tôi phân công tất cả các ban ngành tuyên truyền về cái chủ trương để xây dựng nông thôn mới. Hầu như người dân đều ủng hộ. Chúng tôi cũng đã xã hội hóa là ở trong thôn Bắc Khu ủng hộ là tầm trên 100 triệu hỗ trợ xây tường. Đối với các hộ gia đình mà có đặt vấn đề là khó khăn, là hiến đất. Ngoài thành công trong vận động nhân dân mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xã Minh Châu còn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm qua địa bàn là dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án nâng cấp mở rộng đường DT382B nhánh phải với tổng diện tích gần 10 hectare của gần 200 gia đình, trong đó có 28 hộ có đất ở. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng và khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Song nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, những con đường được hoàn thành và đưa vào sử dụng như nối dài thêm niềm vui của cấp ủy chính quyền xã Minh Châu. Đó cũng chính là tiền đề để nhân dân thông thương, trao đổi hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Những ngày này, người dân xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đang rất vui mừng, phấn khởi bởi sau nhiều năm mơ ước, con đường giao thông nông thôn của xã đã được nâng cấp, mở rộng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế của địa phương.